Bảo Việt xin kính chào tất cả ông bà, cô chú, bác dì. Mình đã quay trở lại kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Bảo Việt xin kính chúc cho cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe và sớm tìm được căn nhà ưng ý cho mình. Hôm nay Bảo Việt đứng trong một khu vực quá trống trải luôn cô chú anh chị. Gió đồng thổi vào rất là mát luôn, một cái tiếng dân cư hiện hữu. Bảo Việt hôm nay sẽ giới thiệu cho gia đình mình một căn nhà cấp 4 sổ hồng riêng 160m2 thổ cư, một căn nhà sân vườn rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Căn nhà này sẽ có 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, đáp ứng cho gia đình mình ở được khoảng tầm 7 đến 8 người nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình thấy đây, trước nhà của mình là một cái trục đường cũng tương đối rộng rãi ha, rất là thoáng luôn. Đường trước nhà này của mình thì có chiều ngang là khoảng tầm là 3m ha, xe ba gác à, cô chú anh chị mình có thể là đi đến nơi luôn. Từ mí xăng này cô chú anh chị mình thấy đây là tiếng hành lang của lộ giới nha cô chú anh chị à, hay còn gọi là vỉa hè ha. Thì cô chú anh chị mình có xe ba gác mình vận chuyển đồ đạc tới nhà của mình quá là tiện lợi rồi. Căn nhà hôm nay nằm trên trục đường, tuyến đường chính tỉnh lộ 835A kết nối từ nhà mình ra chợ Gò Đen chỉ đâu đó khoảng tầm là 500m thôi cô chú anh chị ơi. Gia đình mình về đây mình nội chợ mua sắm rất là tiện lợi luôn. Cô chú anh chị mình đi theo trục đường quốc lộ 1A từ nhà mình đến chợ Bình Chánh thì mất tầm khoảng là 4 cây số nha cô chú anh chị, tương đương với lại là 10 phút ha. Những anh chị nào đang làm ở chợ đầu mối Bình Điền nè, rồi khu công nghiệp Tân Tạo, Bon Chen nè, hoặc là cô chú anh chị mình ở quận 8, quận 7, quận 6, quận Bình Tân, Tân Bình thì cô chú anh chị mình đi đến đây tầm khoảng là 20 phút đến 30 phút thôi. Mẫu nhà cấp 4 sân vườn được rất là nhiều cô chú anh chị mình trên kênh Nhà Đất của Bảo Việt hỏi rất là nhiều luôn. Vì mức độ tiện lợi cũng như là mức độ ở nó thoáng mát đó cô chú anh chị, cho nên là rất là nhiều cô bác anh chị mình có hỏi kênh Nhà Đất Bảo Việt ha. Hôm nay Bảo Việt sưu tầm căn nhà này muốn giới thiệu cho cô chú anh chị mình. Nếu như cuối video này gia đình mình thích căn nhà hôm nay thì hãy nhấc máy để gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963 nha cả nhà. Bây giờ thì Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình vào xem nhà thực tế của Bảo Việt ha. Căn nhà này sẽ có một cái lớp cửa bảo vệ bằng sắt rất là dày dặn luôn, có cắt những cái tiểu tiết CNC nè, sơn màu nhũ vàng, viền thì mình đi tông màu đen nha cô chú anh chị, pha lẫn vào cái gì đó nó rất là hòa hợp ha. Phía trước sân nhà của mình cũng có hai cái trụ cổng luôn, cô chú anh chị mình thấy rất là sang rồi ha. Mẫu nhà mái thái thì lúc nào cũng không mai một theo thời gian nha cô chú anh chị, ở rất là sang trọng luôn. Căn nhà này Bảo Việt rất là thích ở chỗ là mình có một khoảng sân trước rất là rộng rãi với chiều ngang 7m, quá là lý tưởng luôn cô chú anh chị mình. Nếu như những ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật nè, những ngày lễ lớn hoặc những ngày Tết cô chú anh chị mình có tổ chức đám tiệc hoặc là cô chú anh chị mình tụ họp người thân về đó, mình có thể mình đãi ở đây được khoảng tầm là 3 đến 4 mâm luôn. Mình bắt mâm rất là rộng rãi ha cô chú anh chị. Gạch lát sân của mình là gạch chống chân chuột cho cô chú anh chị mình luôn ha. Gạch này là gạch màu đỏ luôn cô chú anh chị ơi, đón lọc vào nhà cho mình. Hai bên sân nhà của mình thì cô chú anh chị mình làm được rất là nhiều điều. Cô chú anh chị mình có thể làm một cái tiểu hòn non bộ nè, hoặc là cô chú anh chị có thể trồng hoa, trồng cây kiểng thì rất là tiện lợi nha cô bác, tùy vào gu thẩm mỹ cũng như là sở thích của mỗi cô chú anh chị, mỗi gia đình ha. Nhà mình thì đã làm hàng rào bảo vệ xung quanh hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Căn nhà này cuối video Bảo Việt sẽ báo cho cô bác anh chị mình một cái mức giá rất là hợp lý luôn. Xung quanh ở đây là chợ nè, trường học cấp 1, cấp 2 cũng như là những cái shop thời trang nè, những cái shop giày dép quần áo Bảo Việt thấy kinh doanh rất là nhiều. Cô chú anh chị mình nội chợ mua sắm mình đi ra đâu đó khoảng tầm là 5 phút thôi đã đến chợ rồi cô chú anh chị. Gia đình mình thấy đây, căn nhà này của mình ha, thì gia chủ đã thiết kế chừa sẵn cho mình ở một cái học như thế này để cô bác anh chị mình có thể làm hồ nuôi cá nè, mình có thể làm hòn non bộ, rồi cô bác anh chị mình có thể tận dụng cái khoảng này, những cái học này để cô chú anh chị mình trồng những cái loại cây mình yêu thích như hoa 10 giờ, hoa hồng cũng được ha, tùy vào cô chú anh chị mình bố trí và sắp xếp. Tiến lên bên trên căn nhà của mình thì cô chú anh chị mình thấy nha, căn nhà của mình có 3 bậc tam cấp ha, và cốt nền nhà của mình cao hơn mặt đường thì khoảng tầm là Việt thấy là
năm tắc luôn cô chú anh chị. Nay mai á đường mình có nâng cấp mở rộng thêm thì mình không có sợ nhà mình thấp hơn mặt đường ha. Phía trước sảnh nhà của mình đây hả, gia đình mình thấy không, nhà mái thái thì hầu như căn nào bảo Việt cũng thấy làm cái sảnh nhà rất là đẹp, căn nhà này thì cũng không ngoại lệ luôn ha. Sảnh nhà phía trước đây thì cô chú anh chị mình có thể mình để ở đây một thêm một kệ dép kệ giày nữa ha, hả thì rất là lý tưởng luôn cô chú anh chị. Có mái che sẵn cho cô chú anh chị mình đúc luôn, ở nhìn rất là sang luôn cô chú anh chị ơi. Phía ngoài đây thì có một cái bộ đèn chùm cho mình ha. Hả, gia đình mình xem clip này của Bảo Việt, cô chú anh chị mình thích căn nhà này thì gia đình mình có thể đi đến chợ Bình Chánh hoặc là đến chợ Gò Đen alo cho Bảo Việt thì Bảo Việt sẽ ra đón cô bác anh chị mình vào xem nhà ha. Tiến sâu vào khoảng không gian phòng khách thì căn nhà của mình lại có thêm một cái lớp cửa thứ hai bảo vệ rất là đẹp luôn, rất là sang luôn. Đó chính là một cái lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực dày 8 ly. Không gian phòng khách của mình ở đây gạch lát sàn quá là sạch sẽ luôn, rất là tươm tắt luôn. Gạch này là đá bóng kiến ha, cô chú anh chị mình lau chùi vệ sinh rất là tiện ha. Mình mua thêm một cái bộ ghế salon để ở đây mình tiếp khách đó, thì không còn gì để bằng nữa rồi cô chú bác gì ơi. Phía trên đây thì anh gia chủ cũng đã bố trí cho mình sẵn một cái quạt nè, rất là hiện đại luôn, quạt vừa mát mà vừa có đèn luôn, rồi đèn lon, đèn led xung quanh căn phòng khách của mình rất là sáng luôn, và rất là thẩm mỹ luôn cô chú anh chị ơi. Trần la phong thạch cao cũng dịch hợp lên cho mình là khoảng tầm 4m đến 4m rưỡi ha, căn nhà của mình sẽ rất là thoáng. Tiến sâu vào không gian phòng bếp của mình tí xíu thì ở đây mình sẽ có thêm một cái quầy bar để cô chú anh chị mình có thể pha chế nè, rồi gia đình mình có thể để được những cái bình rượu quý đó, những cái chai rượu quý đó, hoặc là những cái bình hoa cô chú anh chị mà có thể show ra mặt diện ha. Cái quầy bar này của mình làm bằng gỗ nha cô chú anh chị, gỗ này là cũng là gỗ căm xe luôn ha, rất là chắc chắn luôn. Phía trong đây có tủ kiến thì Việt nghĩ cô chú anh chị mình để những cái chai rượu á, những chai rượu nho, những chai rượu tây thì sẽ rất là sang trọng ha. Không gian phòng bếp của mình thì được thiết kế theo hình chữ L nè, quá là rộng rãi luôn để mình nấu ăn, nấu nướng ha, rất là tiện lợi luôn. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới có đầy đủ hết, hệ thống tủ gỗ, cô chú anh chị mình thấy căn nhà của mình quá là giá trị luôn. Phía trên mặt diện của mình, mặt dựng bếp của mình thì cũng đã ốp kiến cho mình luôn cô chú anh chị, mình nấu nướng không có sợ dầu mỡ bám tường ha. Mặt bếp thì ốp đá kim sa, bên đây là có bồn inox sẵn cho gia đình mình. Có tủ lạnh thì cô bác anh chị mình bố trí ngay tại vị trí này ha. Có một cái khoảng trống khoảng tầm là 2m đó, cô chú anh chị mình để tủ lạnh cỡ lớn cỡ nhỏ đều tiện lợi ha. Căn nhà này của mình sẽ có 3 phòng ngủ nha cô bác, rèm thì đã bố trí sẵn rồi, cô chú anh chị mình chỉ dọn đồ và mình ở thôi ha. Tất cả xây dựng những cái cơ bản là cô chú anh chị mình đã thấy nó hoàn thiện hết rồi, không có cần sắm sửa gì thêm đâu ha. Đó, cô chú anh chị mình chỉ dọn đồ và mình ở thôi ha. Căn phòng ngủ đầu tiên cũng là một căn phòng gia đình mình có thể để mình thờ phụng ông bà tổ tiên nếu gia đình mình ở khoảng tầm 4 người hoặc là 5 người trở lại ha. Căn phòng này thì nó show ra mặt dựng ha, cô chú anh chị mình thờ cúng ông bà rất là trang nghiêm luôn cô chú anh chị đó. Mình nếu như không thờ cúng thì mình tận dụng căn phòng này để làm căn phòng ngủ cho những cái bé nhỏ tuổi trong gia đình thì Bảo Việt sẽ nghĩ sẽ rất hợp lý ha. Ở ngoài đây có một cái lớp cửa sổ gia đình mình có thể mở ra mở vào rất là thoáng gió thoáng khí. Căn nhà này của mình là có hướng chính đông luôn nha cô bác, một cái hướng nắng sáng ha. Mẫu nhà mái thái thì đã thoáng rồi mà cái hướng của nó là hướng đông nữa thì cô chú anh chị mình ở căn nhà này sẽ mát từ sáng đến chiều luôn. Với lại xung quanh ở đây á thì mật độ dân số cũng không phải là quá đông và cũng không phải là quá ít, dân số vừa phải nè mà tiện ích lại nhiều. Cô chú anh chị mình về đây mình ở mình nghỉ dưỡng á thì Bảo Việt nghĩ sẽ rất là hợp lý luôn. Những cô bác nào mà trong suốt thời gian vừa qua mình ở cái trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, gia đình mình thấy kẹt xe, ô nhiễm môi trường nè, cô chú anh chị mình sống một cái không khí nó quá chật chội đi, đặc biệt là những cô bác lớn tuổi, mình thích kiếm một cái nơi nó vừa hòa lẫn vào thiên nhiên mà nó đầy đủ tiện ích thì căn nhà này chính là một cái sự lựa chọn rất là thích hợp luôn, một cái sự lựa chọn số 1 luôn cô chú anh chị. Bảo Việt thật sự trẻ tuổi thôi nhưng mà Bảo Việt cũng rất là thích những mẫu nhà cấp 4 như thế này. Vì mình đi lại nó dễ dàng á cô chú anh chị, với mẫu nhà cấp 4 mắt mình có xăng rồi mình trồng vườn rồi ha, xăng vườn ha. Thì nó sẽ có một cái gì đó nó thích thú hơn, nó thẩm mỹ hơn ha.
Quay trở lại vấn đề thì căn phòng này là căn phòng ngủ thứ hai đây cô chú anh chị, có đường dây máy lạnh, là đèn phòng ngủ, đèn lon, đèn led đầy đủ ánh sáng. Phía ngoài đây gia đình mình cũng có thể mở cửa ra cho gió lùa vào ha, rèm cũng đã bố trí sẵn rồi. Tiếp theo thì cô chú anh chị mình sẽ qua căn phòng ngủ thứ ba, khoảng tầm 12 mét vuông đó, mình để giường rồi tủ quần áo ở đây đó, quá là tươm tắt luôn cô chú anh chị ơi. Bên đây cũng có cửa sổ sẵn hết rồi ha, quá là sáng luôn, đèn đầy đủ luôn, trần la phong cũng có giật hợp lên cho mình là khoảng tầm 4 mét đến 4,5 mét luôn nha cô bác. Phía sau sân nhà của mình sẽ có một cái khoảng trống khá là lý tưởng để gia đình mình giặt giũ xong mình phơ đồ, hoặc là cô chú anh chị mà có thể tạo thêm một cái tiểu cảnh phía ngoài đây cũng được ha. Đó, cô chú anh chị mình thấy một căn nhà quá là tiện nghi luôn. Đó, mà căn nhà này cuối video Bảo Việt sẽ báo cho cô chú anh chị mình cái giá không quá cao đâu cô chú anh chị, rất là hợp lý luôn để cô chú anh chị mình có thể cân nhắc mình chọn căn nhà này để mình an cư lập nghiệp. Tài chính cô chú anh chị mình có đâu đó khoảng tầm 1 tỷ nè đến 1,2 tỷ, cô chú anh chị mình có thể cấm sổ vay ngân hàng được ha, vì căn nhà này ngân hàng hỗ trợ cho mình vay đến là 50-60% ha. Nhà mình pháp lý sổ hồng riêng, như cô chú anh chị mình cứ yên tâm, 160 mét vuông thổ cư là quá lý tưởng để mình vay ngân hàng rồi. Và phía bên tay phải này cô Việt, đây cuối nhà là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh của mình quá là thoáng, quá là rộng luôn ha. Gạch ốp tường ốp lên cho mình là khoảng tầm đâu đó 3,5 mét như cô bác. Ở ngoài đây là bồn lavabo và có kiến soi mặt luôn. Cô chú anh chị mình thấy căn nhà này quá là hợp lý rồi ha. Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình ra lại không gian phòng khách để mình xem lại căn nhà của mình một lần nữa, rồi lúc đó Bảo Việt sẽ báo cho cô chú anh chị mình giá tổng của căn nhà này luôn ha. Dân cư ở đây thì nhìn chung đã lên nhưng mà chưa có full nha cô chú anh chị. Mặt độ dân số ở đây cũng không quá thưa mà cũng không quá nhiều. Rất là yên tĩnh luôn cô chú anh chị, mình đi ra chợ 500m thôi. Diện tích của căn nhà này là ngang 7m, dài cho 22m, tổng diện tích là 160 m2 thổ cư. Cô bác anh chị mình thấy nhà của mình có một khoảng sân, quá là rộng rãi luôn ha. Nếu yêu thích căn nhà này, gia đình mình hãy nhấc máy lên gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933 827 963. Căn nhà này có hướng chính đông, 3 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh như cô chú anh chị. Gia đình mình ở khoảng tầm là 7 đến 8 thành viên, mình cần tìm một căn nhà sân vườn mái thái thì cô chú anh chị mình còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ cho Bảo Việt để mình chốt nhanh căn nhà hôm nay cô chú anh chị ơi. Căn nhà này thì rất là gần khu vực chợ Gò Đen ha, từ nhà mình ra chợ Gò Đen đúng 500m thôi, tiện ích rất là nhiều luôn. Trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi siêu thị, Thế Giới Di Động, điện máy xanh nè, rồi tất cả các shop thời trang, shop con cưng, nói chung là rất nhiều văn văn luôn. Bảo Việt thấy rất là nhiều tiểu thương kinh doanh mua bán luôn. Ai đã từng đến khu vực chợ Gò Đen xem nhà một lần rồi thì cô chú anh chị mình sẽ biết ha, rất là nhiều tiện ích luôn cô chú anh chị ơi. Thì tất cả thông tin Bảo Việt đã cung cấp quá là rõ ràng rồi ha. Căn nhà mình nếu như cô chú anh chị mình mà ở khu vực chợ Đầu Mối Bình Điền nè, hoặc là những anh chị nào mà ở khu vực Bình Tân, Tân Bình, quận 7, quận 8 mình đi đến đây á, chỉ mất tầm khoảng 20 phút đến 30 phút đi xe thôi, rất là gần gũi luôn ha. Và tổng giá trị căn nhà này chỉ có là 2 tỷ 200 triệu thôi cô chú anh chị ơi, quá là tuyệt vời luôn. Một căn nhà như thế này, 160 mét vuông thổ cư, một căn nhà mái thái sân vườn mà chỉ có giá là 2,2 tỷ, cô chú anh chị mình rất là dễ sở hữu ha. Và căn nhà này ngân hàng đang hỗ trợ cho mình vay lên đến là 50-60%. Nếu thích thì cô chú anh chị mình cứ nhắc máy lên gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933 827 963 nha cả nhà. Và cuối video thì Bảo Việt xin kính chúc cho ông bà, cô chú, bác dì mình thật nhiều sức khỏe nè, cô chú anh chị mình sẽ sớm tìm được căn nhà ưng ý cho mình. Gia đình mình nếu như yêu mến kênh Nhà Đất Phú Việt thì hãy nhớ nhấn một nút like cũng như đăng ký kênh để luôn theo dõi những video tiếp theo của Bảo Việt nha cả nhà. Và bây giờ thì Bảo Việt xin kính chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị mình. Xin chào cả nhà.